Chào mừng những khán giả thân mến, Giải Mã TV đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Thưa các bạn, không chỉ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu Blue, mà bên cạnh đó, cấu trúc, thần tượng của những em nhỏ còn sở hữu một tính cách vô cùng dễ thương và còn rất nhiều điều kỳ bí mà chúng ta chưa biết về loài gấu này. Và ngày hôm nay, xin mời bạn hãy cùng Giải Mã TV đi khám phá về những điều bí ẩn cực kỳ thú vị về loài gấu này nhé. Và chắc chắn sau khi xem xong, bạn sẽ cảm thấy yêu thích loài gấu này hơn rất nhiều. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi. Trời thì cũng đã trở lạnh, mà gió đông thì cũng đã về rồi. Mà mình thấy nhiều anh em vẫn chưa có gấu, nên hôm nay mình quyết định làm một chủ đề về gấu luôn cho nó máu. Đặc biệt là anh em nào mà hay thức khuya thẩm dù thì cũng đã quá quen với cái tên gấu trúc này rồi nhỉ. Gấu trúc là một loài động vật dễ thương vì thân hình mũm mĩm mũ lu của mình. Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin thú vị cực sốc xung quanh loài gấu trúc nhé. Gấu trúc có danh pháp khoa học là Aluropoda menaloluca, là một loài động vật khá cute phô mai que và được biết đến nhiều trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Kung Fu Panda. Trong bộ phim này, panda ăn không ít các loại thực phẩm không giống nhau, nhưng trong thực tế thì nó ăn gì và tại sao mà chúng ăn ít lại vẫn béo phì? Ngay bây giờ, 500 anh em hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé! Gấu trúc ăn gì? Gấu trúc là một loài động vật thuộc họ gấu và có xuất xứ từ người láng giềng Trung Quốc, phân bố chủ yếu ở vùng đất Tứ Xuyên, Cam Túc và nhiều khi có mặt ở Thiểm Tây. Đặc điểm nhận biết dễ dàng nhất của loài gấu này là các mảng màu đen ở mắt. Anh em nào mà muốn bị nhầm lẫn với nó thì cứ cố gắng thức đến 2-3 giờ sáng để cày phim của các idol Nhật Bản nhé. Chả mấy là có ngay mắt gấu trúc đâu. Gấu béo này cũng có hai tai và tứ chi giống như con người. Tên gọi gấu trúc cũng bắt nguồn từ tập tính sinh sống của chúng ở những nơi có rừng trúc và ăn lá trúc lá tre. Chúng thường sống cuộc sống giống như những anh em FA và dành nhiều thời gian để đi phượt lăng băng trong các khu rừng trúc tre ở vùng đồi núi Tân Lĩnh. Gấu trúc ăn gì mà vẫn béo? Chẳng phải dùng thuốc tăng cân, cũng chả cần phải tập gym, gấu ta vẫn béo như thể có họ hàng với nhà bát giới. Tuy là một loài trung bộ ăn thịt, nhưng thức ăn chủ yếu của chúng có tới 99% là lá tre và lá trúc. Ngoài ra, những cá thể sống trong môi trường tự nhiên đôi khi cũng ăn củ, cỏ dại dột hoặc tìm chim, động vật ngậm nhấm, xác thối. Trong điều kiện nuôi nhốt ở các vườn thú, loài gấu này có thể ăn cả mật ong, cá trứng và các loài hoa quả như cam, đặc biệt là thích chuối các bạn ạ, và một số loại thức ăn khác. Theo các nhân viên của vườn thú Atlanta của Mỹ, gấu trúc là một loài khá kén chọn đồ ăn và thường thay đổi theo từng khoảng thời gian khác biệt trong năm. Có đôi khi, chúng ăn một loại lá trúc lá tre, cỏ trong một tuần nhưng tiếp đến thì lại lật mặt nhanh hơn cả người yêu cũ, không chịu ăn các loại thức ăn đó nữa. Sở thích của chúng là lon và xanh. Chúng sẽ quay ngoắt đi và không ăn nếu lá trúc, lá tre già héo và thân cây bị bạc màu. Chính vì thế, vườn thú luôn phải có một đội chuyên đi tìm kiếm thức ăn là lá trúc và lá tre cùng các loại cỏ dở hơi không giống nhau để phục vụ nhu cầu ăn uống của những chú panda khó tính. Vì sao ăn ít mà gấu trúc vẫn biến thành gấu lợn? Các chuyên gia nghiên cứu về loài này vẫn đang cố gắng tìm câu trả lời về việc hệ tiêu hóa của gấu trúc có kết cấu của động vật ăn thịt nhưng chúng chủ yếu lại ăn thực vật và 99% là lá tre và lá trúc. Đặc biệt, chúng ăn không nhiều nhưng lại vẫn to lớn và béo phì. Những nhà khoa học tại Viện Động vật học ở Bắc Kinh đã theo dõi và nghiên cứu với tập tính ăn uống của gấu trúc trong 6 năm và có được những câu trả lời về luận điểm khá hấp dẫn này. 3, 2, 1, xin mời 500 anh em cùng đi giải mã về loài gấu khó tính này nhé! So với những loài động vật có kích cỡ lớn tương đương, gấu trúc chỉ tiêu thụ năng lượng khoảng 36%. Điều đó có nghĩa là cá thể gấu trúc có cân nặng 90%, chỉ việc chưa đến một nửa năng lượng tiêu thụ của một người lặng lề tương đương để chuyển động hàng ngày. Các chuyên gia cũng theo dõi về vận động của loài gấu này, chúng là loài lười di chuyển nhất trong hội những động vật có cùng size. Những cá thể nuôi giam cầm chỉ dành khoảng 1/3 thời gian trong ngày để vận động cơ thể nhẹ nhàng. Trong khi đó, gấu trúc hoang thì lại lạc quan chuyển động hơn một chút khi dành tới 1/2 thời gian trong ngày để đi lăng băng và tìm kiếm thức ăn. Bên cạnh đó, cơ thể gấu trúc có tốc độ bàn thảo chất chậm, là một trong số những vì sao đóng góp thêm phần duy trì hình dáng béo phì của chúng.
những cá thể trưởng thành và cứng cáp thường di chuyển trễ vào bề ngoài. Đồng thời, chúng còn ngủ đông để duy trì thân nhiệt và hạn chế quá trình bài bạt chất. Như vậy, có thể nói cấu trúc là một loài động vật vừa béo vừa lười lại vô dụng. Điều đó cũng tạo nên sự đáng yêu của loài động vật thuộc họ gấu này. Chúng hoàn toàn khác so với các con trao nhau bé nhỏ vô cùng nhanh nhẹn. Cùng khám phá tiếp một số điều thú vị về loài gấu lải nhé 500 anh em. Ngoài là một động vật không thể dễ chiều trong ăn uống và khá lười vận động, thì gấu trúc còn có nhiều điểm hấp dẫn khác. Cụ thể như là trước khi di chuyển ăn chay, khoảng 2 triệu năm về trước, gấu trúc là một loài động vật ăn thịt. Gấu trúc có màu trắng để đơn giản và ẩn lấp trong tuyết khi kiếm ăn vào mùa đông. Những đốm và chân màu đen cũng giúp chúng ẩn lấp trong các bóng rừng râm của rừng trúc, rừng tre. Tai màu đen để chú ý lắng nghe kẻ thù. Đốm đen ở mắt để giúp chúng nói chuyện với nhau. Nháy nháy cái là đối phương hiểu ý và vào việc ngay luôn nhé. Do tính cách hiền khô và hình dáng xinh đẹp nên gấu trúc được Trung Quốc lựa chọn là đại sứ thiện chí. Chúng chiếm hữu được tình cảm của rất nhiều người trên trái đất và nâng cao hình ảnh của quê hương. Gấu trúc trong tự nhiên sinh sống chủ yếu ở vùng Thiểm Tây, nhưng loài gấu lại xuất hiện không hề ít ở vườn thú những nước trên thế giới vì chúng là quà tặng ngoại giao. Là một loài vật xinh đẹp nên gấu trúc có nhiều mặt trong các bộ phim, đặc biệt là phân mục dành riêng cho thiếu nhi, nổi tiếng đặc biệt là series phim Kung Fu Panda. Ngày nay, sau quá trình thị trấn hóa và biến đổi khí hậu nên số lượng loài vật này cũng bị suy giảm. Gấu trúc được liệt kê vào nhóm động vật bị đe dọa của sách đỏ UNESCO. Do đó, chúng ta cần phải có ngay những biện pháp để bảo vệ loài động vật này. Quả là một loài động vật vô cùng đáng yêu đúng không thưa các bạn? Bạn có suy nghĩ gì về loài gấu này hay không? Thì hãy để lại bình luận của mình bên dưới phần video nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Giải Mã TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những khán giả thân mến của Giải Mã TV.